Thưa quý vị, vào sáng ngày 16 tháng 8 vừa qua, tức ngày 18 tháng 7 năm Nhâm Dần, tại tu viện Khánh An, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Hoằng pháp Trung ương đã tổ chức buổi tọa đàm tuyên truyền Hoằng pháp hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Chiều cùng ngày đã diễn ra hội nghị tổng kết Ban Hoằng pháp Trung ương, nhiệm kỳ 8-2017-2022. Trước khi diễn ra tọa đàm, sáng sớm ngày 16 tháng 8, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương cùng Chư Tôn Đức đại diện cho Ban Hoằng pháp Trung ương đã trở về Tổ đình Huê Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, đảnh lễ khánh tuế Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân ngày tự tứ khép lại 3 tháng an cư, mừng ngài thêm một tuổi đạo. Nhân dịp này, Hòa Thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương đã dâng lời tác bạch với Đức quyền Pháp chủ về sự kiện tọa đàm và tổng kết Ban Hoằng pháp Trung ương sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chúc mừng những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Ban Hoằng pháp Trung ương, đồng thời bày tỏ mong muốn Ban Hoằng pháp sẽ có những Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ mới, đưa Ban Hoằng pháp phát triển mạnh hơn nữa. Đặc biệt, trong thời gian này, mong chư tăng ni trong Ban Hoằng pháp Trung ương sẽ tích cực giảng dạy, tập trung vào lịch sử, hình thành và sự phát triển nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay tại thủ đô Hà Nội. Đến tham dự chương trình tọa đàm, về phía Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương. Chỉ đạo và chủ trì buổi tọa đàm, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Hòa Thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Hòa Thượng Thích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương. Chư Tôn Đức Phó ban, Ủy viên, Chư Tôn Đức thành viên Ban Hoằng pháp Trung ương, thành viên Ban Hoằng pháp các tỉnh thành và tăng ni lớp đào tạo cao trung cấp giảng sư tham dự. Trong lời phát biểu khai mạc chương trình, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh, theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự họp đã thống nhất giao cho Ban Hoằng pháp Trung ương có nhiệm vụ tuyên truyền trước và trong Đại hội đại biểu toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tại thủ đô Hà Nội, với chủ đề tuyên truyền của đại hội đó là kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Nhiệm vụ của Ban Hoằng pháp đó là truyền thông cho mọi người hiểu rõ về vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hòa Thượng cũng nêu lên 4 chủ đề được trình bày trong buổi tọa đàm, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam 41 năm hình thành và phát triển và các thành tựu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 8 2017-2022, tuyên truyền về chủ đề của đại hội kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, quá trình phát triển của ngành Hoằng pháp từ năm 1981 đến nay, xây dựng phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 9 của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Buổi tọa đàm là một trong những chuỗi sự kiện tuyên truyền Hoằng pháp hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 8, 2022-2027. Đại diện đơn vị đăng cai tổ chức tọa đàm và hội nghị tổng kết, Hòa Thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm hân hoan khi được đăng cai và đón chào chư tôn giáo phẩm Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Hoằng pháp 63 tỉnh thành trở về tu viện Khánh An tham dự. Hòa Thượng cũng nêu lên những nét nổi bật của ngành Hoằng pháp thành phố trong nhiệm kỳ 8. Phát biểu đề dẫn, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã hệ thống lại 4 nội dung chính của buổi tọa đàm và gợi ý để Chư Tôn Đức thảo luận phát biểu và đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện một cách hiệu quả cho ngành Hoằng pháp. Thay mặt lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Huệ Thông ghi nhận những đóng góp thiết thực của Ban Hoằng pháp trong nhiệm kỳ 8 đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi, đó là áp dụng thành công công nghệ 4.0 đưa vào giảng pháp online. Đặc biệt là trong 2 năm đại dịch COVID-19, lãnh đạo Ban Hoằng pháp đã liên tiếp mở các lớp học online như đào tạo giảng sư, lớp Phật học cơ bản cho các Phật tử. Hòa Thượng chia sẻ với 2 chuyên đề chính, đó là định hướng cho ngành Hoằng pháp và tuyên truyền cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc. Hòa Thượng nhấn mạnh đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp Hoằng Dương Chánh Pháp trong phương thức hướng dẫn Phật tử. Hòa Thượng mong rằng ngành Hoằng pháp đổi mới nhưng vẫn kế thừa truyền thống, đưa ra nhiều phương pháp phù hợp với hoàn cảnh xã hội, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương trình bày chủ đề 2 về quá trình phát triển của ngành Hoằng pháp từ năm 1981 đến nay, đã trình bày các giai đoạn phát triển của Ban Hoằng pháp Trung ương, vai trò truyền bá chân lý, vai trò tuyên giáo của Ban Hoằng pháp và truyền bá qua các mạng xã hội.
Đại biểu tham dự cũng đã được nghe các tham luận của chư tôn đức trình bày những ý kiến đóng góp trong việc xây dựng và phương hướng hoạt động của Ban Hoằng Pháp trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đúc kết buổi tọa đàm, thay mặt ban tổ chức, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban, nhấn mạnh, sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, kỹ cương, trách nhiệm, buổi tọa đàm đã đạt được những thành tựu nhất định. Hòa Thượng đánh giá cao các tham luận ý kiến đóng góp của chư tôn đức thành viên Ban Hoằng Pháp trong buổi tọa đàm. Các ý kiến đóng góp này sẽ được Ban Hoằng Pháp chọn lọc để đưa vào báo cáo gửi đến Trung ương Giáo hội trong Đại hội Phật giáo toàn quốc tháng 11 tới. Kết thúc tọa đàm buổi sáng, chư tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng Pháp đã khánh tuế đến chư tôn đức giáo phẩm, hội đồng trị sự, Ban Hoằng Pháp Trung ương, kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, đã được tăng thêm một tuổi đạo, đúng vào mùa Vu Lan báo hiếu. Chiều cùng ngày, chương trình tọa đàm diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự, cùng chư tôn đức ban thường trực Hội đồng trị sự và chư tôn đức ban Hoằng Pháp Trung ương, ban Hoằng Pháp các tỉnh thành, đại diện ban Tôn giáo Chính phủ, các cấp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và quận 12. Tại đây, Hòa Thượng Chủ tịch đã có lời đạo từ nhằm sách tấn chỉ đạo cho công tác Phật sự của ngành Hoằng Pháp. Hòa Thượng Chủ tịch nhận định, qua bản báo cáo đầy sinh động về công tác Phật sự của ban Hoằng Pháp Trung ương và ban Hoằng Pháp các tỉnh thành trong 5 năm qua đã góp một phần rất lớn cho thành tựu Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhắc lại lời Phật dạy trong kinh Chuyển Pháp Luân, Phẩm Tăng Nhất A Hàm: "Này các tỳ kheo, các thầy hãy đi các nơi để truyền bá chính pháp của Như Lai. Các thầy không được đi nhiều người một hướng, một nơi, một ngã, mà hãy chia ra mỗi người đi mỗi hướng khác nhau." Và Thiền sư Trần Thái Tông có nói: "Thuyết pháp giả mãn Phật chi nguyện." Qua đó thấy được chư Phật chư tổ luôn mong muốn chánh pháp phải được tuyên thuyết rộng rãi khắp mọi nơi, mọi tầng lớp xã hội, rồi chúng sanh nương theo chánh pháp ấy để tu tập và đạt được kết quả an lạc giải thoát. Làm được những điều đó sẽ báo đáp ân đức của chư Phật chư tổ. Trong 5 năm qua, Ban Hoằng Pháp Trung ương đã bám sát chương trình hoạt động đã đề ra, thực hiện đúng sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội trong sáng tạo đổi mới phương thức hoằng pháp, chánh pháp, định hướng cho tăng ni Phật tử tu tập theo các pháp môn để nhằm xiển dương đạo đức Phật giáo trong thời đại mới, làm tốt nền văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo. Ban Hoằng Pháp với vai trò quan trọng và là một ban mũi nhọn trong tổ chức của Giáo hội, Hòa Thượng Chủ tịch khẳng định, trong khi ban hướng dẫn Phật tử có nhiệm vụ thu hút tín đồ Phật tử, thì Ban Hoằng Pháp có nhiệm vụ tiếp nhận giữ gìn tín đồ Phật tử bằng cách chăm sóc tinh thần, hướng dẫn tu tập, gieo mầm niềm tin Tam Bảo. Đây là một điều hết sức khó khăn, nhưng Ban Hoằng Pháp Trung ương đã làm được. Hòa Thượng tin tưởng trong nhiệm kỳ chính 2022-2027, Ban Hoằng Pháp Trung ương và các tỉnh thành sẽ phát huy tiếp tục những điều đã làm được. Trung ương Giáo hội sẽ luôn giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng Ban Hoằng Pháp Trung ương, các thành viên của ban trong mọi công tác Phật sự hoằng dương chánh pháp. Sau đạo từ của Hòa Thượng Chủ tịch, thay mặt Ban Hoằng Pháp Trung ương và các tỉnh thành, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, cung kính y giáo phụng hành lời đạo từ của Hòa Thượng Chủ tịch, đồng thời bày tỏ sự tri ân công đức Hòa Thượng Chủ tịch đã luôn quan tâm sâu sắc về công tác hoằng pháp, từ đó có chỉ đạo và định hướng giúp cho ban và các thành viên trong ban hoạt động hiệu quả, góp phần đưa ngành hoằng pháp phát triển vững chắc và rực rỡ hơn nữa trong tương lai.